Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi tin tài liệu về vũ khí sinh học với Minh Thúy. Chính phủ Hoa Kỳ đã thử nghiệm chiến tranh sinh học ở Mỹ như thế nào? Bài viết bởi Jack Lee Crockett trên trang web Priceonomic. Vào mùa thu năm 1950 tại San Francisco có một bệnh nhân tên Edward Nevin nằm chết trên giường ở bệnh viện do một loại vi khuẩn hiếm thấy đã xâm nhập vào đường tiểu tiện của ông ta, vào máu và đi vào tim, một loại vi khuẩn chưa từng thấy trong lịch sử y học. Trước khi các nhà nghiên cứu có thể đưa ra giải quyết về nguyên nhân gốc rễ của vi khuẩn, 10 bệnh nhân nữa đã được nhập viện cùng với một loại bệnh nhiễm trùng. Các bác sĩ đã hoàn toàn hoang mang, bối rối, tự hỏi làm thế nào mà vi khuẩn này có thể hiện hữu. Trong gần 30 năm, sau sự việc trên xảy ra vẫn là một bí mật cho đến khi người cháu của Edward Nevin đưa sự việc ra tòa án. Điều xảy ra sau đó là một loạt các tiết lộ đáng sợ. Trong hai thập niên thì chính phủ Hoa Kỳ đã cố tình giấu nhẹm chuyện 293 khu vực đông dân cư có vi khuẩn. Chính phủ đã làm điều này một cách bí mật và không thông báo cho dân chúng biết về khả năng lây nhiễm nguy hiểm. Họ đã thực hiện việc này mà không có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của dân chúng, và không có sự theo dõi y tế. Nói về chiến tranh sinh học ở Hoa Kỳ. Chiến tranh sinh học, hay còn được gọi là chiến tranh vi trùng, là một cách sử dụng chất độc sinh học hoặc là các tác nhân truyền nhiễm, bad bacteria, tức là vi khuẩn, viruses, mầm độc, hay fungi, còn được gọi là nấm mốc, với mục đích giết chết hoặc là mất khả năng của con người. Trong lịch sử sự tham gia của Hoa Kỳ vào vũ khí sinh học đã bị thúc đẩy bởi cạnh tranh, sự kiêu ngạo và hoang tưởng. Năm 1918 vào cuối Thế chiến thứ nhất thì chính phủ Mỹ đã thử nghiệm ngắn gọn với ricin, một loại protein thực vật thiên nhiên có độc tính cao được ép từ hạt của cây thầu dầu, gây chết người và dịch vụ chiến tranh hóa học Hoa Kỳ được thành lập để giám sát, nghiên cứu và phát triển với việc ký Hiệp định Geneva năm 1925 cấm sử dụng vũ khí sinh học và hóa học trong chiến tranh quốc tế. Mối quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ về vũ khí sinh học đã giảm. Cho đến những năm 1940, vũ khí sinh học phần lớn được coi là không còn được áp dụng. Sau trận chân châu cảng thì Hoa Kỳ đã thay đổi quyết định. Năm 1942 thì Tổng thống Roosevelt đã ký thực hiện chương trình chiến tranh sinh học đầu tiên được hỗ trợ bởi hàng lâm viện khoa học quốc gia, đã tìm cách phát triển vũ khí sinh học và khám phá nhược điểm của Hoa Kỳ trước các cuộc tấn công vũ khí sinh học. Cơ quan nghiên cứu chiến tranh của Hoa Kỳ đã được thành lập để giám sát các hoạt động này và George W. Merck thuộc công ty dược phẩm Merck được bổ nhiệm làm lãnh đạo. Theo chỉ thị sau đó, Fort Detrick trụ sở chính cơ quan chỉ huy y tế về chiến tranh sinh học của quân đội Hoa Kỳ đã được xây cất tại Frederick thuộc tiểu bang Maryland, hoạt động từ năm 1943 đến năm 1969. Sau khi xây cất cơ sở này đã bắt tay vào kế hoạch tuyệt mật để tiến hành các cuộc thử nghiệm chiến tranh sinh học ngoài trời. Vào cuối Thế chiến thứ hai thì chính phủ Hoa Kỳ đã tích lũy được một kho vũ khí sinh học khổng lồ, sử dụng bệnh thang và các vi khuẩn khác nhau tất cả đều được giữ bí mật nghiêm ngặt. Chẳng mấy chốc sự biện minh cho các việc tiếp tục nghiên cứu đã chuyển sang nhu cầu phòng thủ quốc gia. Và dưới sự chỉ huy của giáo sư và các nhà vi khuẩn học của Viện Đại học Wisconsin, ông Ira Bowen, Ủy ban về Chiến tranh sinh học được thành lập năm 1948, khi một báo cáo tiếp theo xác định rằng Hoa Kỳ đã ra lệnh một loạt các thử nghiệm ngoài trời. Vậy mục đích của những nỗ lực này là gì? để mô phỏng các tác động của một cuộc tấn công chiến tranh sinh học thực tế. Với một kế hoạch đã được thực hiện, một đội đặc nhiệm đã được gửi đến San Francisco để thi hành việc thử nghiệm. Một báo cáo bí mật của chính phủ Mỹ được viết vào năm 1951, báo cáo đặc biệt số 142, thử nghiệm chiến tranh sinh học tại San Francisco, California. Từ 20 đến ngày 27 tháng 9 năm 1950, vạch ra các chi tiết về vụ đánh bom thả vi khuẩn tối mật của thành phố thông qua các bài kiểm tra các viên chức đã tìm cách hoàn thành ba mục tiêu nghiên cứu khả năng tấn công thành phố hải cảng bằng khí dung chiến tranh sinh học để tìm nhược điểm bảo vệ hoa kỳ trước các cuộc tấn công sinh học và để có được dữ liệu về cách vi khuẩn ảnh hưởng đến dân số không nơi nào trong báo cáo an toàn của người dân san francisco được đề cập các thử nghiệm được tiến hành mà không có kiến thức hoặc là sự đồng ý từ dân chúng. Vào ngày 20, quân đội Hoa Kỳ đã được chuyển tới San Francisco và bắt đầu bí mật kín đáo tắm cả một thành phố bằng vi khuẩn. Trong quá trình suốt 8 ngày, một con tàu được đặt dọc theo bờ vịnh đã phóng ra những đám mây khổng lồ của hai mầm bệnh khác nhau. Cả hai đều được cho là không gây bệnh. Quân đội đã cho nổ tung các hóa chất này trong 30 phút tạo thành đám mây khổng lồ lên đến hai dặm dài sau đó tiến hành để thu thập và đánh giá hàng chục mẫu thử nghiệm khác nhau trên toàn thành phố như đã lưu ý trong báo cáo các khía cạnh khác nhau của sáu cuộc thử nghiệm được theo dõi một cách cẩn thận thời gian nhiệt độ tốc độ gió độ ẩm các mẫu được thu thập mang lại số lượng cho thấy một số vi khuẩn đã được hít vào theo leonard jacob tác giả của cuốn sách chiến tranh sinh học Cloud of Secrecy, gần như toàn bộ San Francisco nhận được khối lượng 500 phút hạt cho mỗi lít. Nói một cách khác, gần như một trong số 800.000 người dân San Francisco tiếp xúc với đám mây ở nhịp thở bình thường, tức là khoảng 10 lít mỗi phút, hít 5.000 hạt trở lên mỗi phút trong vài giờ khi mà số vi khuẩn vẫn ở trong không khí cư dân của San Francisco đang hít hàng ngàn triệu vi khuẩn và các hạt mỗi ngày trong tuần lễ thử nghiệm. Điều này đã kịp thời kết luận rằng nó hoàn toàn khả thi để tấn công một thành phố hải cảng bằng khí dung trong chiến tranh sinh học. Một tháng trước các cuộc kiểm tra của quân đội, một người đàn ông 75 tuổi tên Edward Nevin đã đến Bệnh viện San Francisco để phẫu thuật tuyến tiền liệt. Thủ tục diễn ra tốt đẹp, và sau một tháng, Ông đang trên đường phục hồi. Sau đó, vào ngày 29 tháng 9, Nevin đã bị nhiễm trùng đường tiểu tiện và bị bệnh nặng. Khi nước tiểu của ông có chứa Serasa Marcescens, một loại vi khuẩn chưa từng được ghi nhận trong lịch sử lâu đời của bệnh viện. Vào giữa tháng 10, vi khuẩn lây lan lên trái tim của Nevin và ông đã chết. Trong 6 tháng tiếp theo, Thêm 10 bệnh nhân đã nhập viện do nhiễm vi trùng Serratia marcescin. Giống như phần còn lại của những người dân ở San Francisco, các bác sĩ của bệnh viện không biết rằng chính phủ vừa phun thuốc vào thành phố bằng Serratia marcescin. Một sự hoảng loạn xảy ra tại bệnh viện khi các nhà nghiên cứu điên cuồng vật lộn để xác định vi khuẩn đã lây nhiễm cho những người này như thế nào. Năm sau một nhóm các nhà nghiên cứu của Viện Đại học Stanford đã đào sâu vào vụ án. Được dẫn dắt bởi tiến sĩ Richard Witt, họ đã xuất bản một bài báo trong các lưu trữ nội khoa của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Khám phá sự thật là 11 bệnh nhân bị nhiễm bệnh trên 6 tháng ở độ tuổi 29 đến 78. Tất cả đều bị nhiễm trùng đường tiểu tiện do Serratia Morsesson gây ra. Vào tháng 8 năm 1952, Cuộc điều tra bí mật gồm bốn người đã được chỉ huy cho Fort Detrick. Tướng William Creasy đã ra lệnh đánh giá lại bản chất gây bệnh của Suresha Morseson. Trong một bài báo cáo dài hai trang, các nhà điều tra thừa nhận rằng vi khuẩn không phải là sáng kiến của người Hồi giáo và đã nhấn mạnh rằng khả năng của nó đã giết chết Nevin là đáng kể. Mặc dù vậy, chính phủ đã tiến hành biện minh cho việc tiếp tục sử dụng nó trong các thử nghiệm sinh học. Và trong khi đó thì dân chúng vẫn hoàn toàn chìm trong bóng tối về những gì đang diễn ra. Sự việc ở San Francisco chỉ là một trong 293 vụ tấn công do vi khuẩn được chính phủ Hoa Kỳ thực hiện từ năm 1950 đến năm 1969. Đây không phải là vụ tàn khốc nhất, cũng không phải là nguy hiểm nhất. Năm 1955, như một thí nghiệm, thì CIA đã phun vi khuẩn ho gà trên Tampa Bay, Florida. Các trường hợp ho gà ở khu vực này sau đó đã tăng từ 339 và một trường hợp tử vong vào năm 1954 lên tới 1080 và 12 trường hợp tử vong trong năm 1955. Nhưng không có bằng chứng nào xuất hiện liên quan đến hai sự việc trên. Trong một cuộc thử nghiệm nổi tiếng vào năm 1966, các đặc vụ liên bang đã nghiền nát bóng đèn chứa hàng nghìn tỷ vi khuẩn trên tàu điện ngầm ở New York, phát tán trong giờ cao điểm cho hàng ngàn người đi lại. Chính phủ không bao giờ theo dõi để xem có bao nhiêu người bị bệnh. Trước cuộc biểu tình tại Fort Detrick vào năm 1969, Tổng thống Richard Nixon đã chấm dứt việc sử dụng vũ khí sinh học tấn công ở Hoa Kỳ, chấm dứt các cuộc thử nghiệm ngoài trời. Edward Nevinderth cháu nội của Edward Nevin, mặc dù ông đã thua kiện vào năm 1981, nhưng ông đã thành công trong việc đưa ra ánh sáng nhiều hành động của chính phủ mà trước đây đã bị che giấu trong bí mật. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa trình Đốn tối nay đến đây xin tạm ngưng. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về Washington DC at sptn tv Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.